Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em và em là Cường Kê Thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa và vẫn như mọi ngày thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với sản phẩm gọi là sản phẩm quần ngố nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lên với mã sẽ là mã từ C1 đến C40. Và thường thường là buổi trưa thì em sẽ lên 40 mã thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với giá tiếp tục là 150.000. Nhà em sẽ chạy hết hàng cho mùa hè năm nay với cái giá cực kỳ rẻ. Chỉ có một năm duy nhất, chắc là một năm duy nhất em làm như này thôi. Thực ra là em bây giờ em đang phục vụ tất cả mọi người bằng công sức lao động của em và theo cái kiểu lấy công làm lãi ạ. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thân khám phá mã C ngày hôm nay nhé. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ đến ngay với mã C1. C1 ngày hôm nay sẽ là một con hàng với một thương hiệu rất là nổi. Và đây là một con hàng của Gu. Con này là kaki nhá. Kaki ạ, con này không có giãn chun giãn chiếc gì đâu. Tức là nó không có chun chiếc gì cả. Mặc dù là có vẻ là nó có một cái đoạn chun ở đằng sau này nhưng mà chả tác dụng gì cả. Thế nên là nó chỉ là một con kaki bình thường thôi. Hàng của Gu với bụng 94 ạ. Con này bụng kéo dài này 94. Dài 50 và độ rộng ống là 24 nhé. Con này nếu mà anh em muốn thu gọn cái vòng bụng vào thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Đấy là đeo thắt lưng. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã C2. Bụng 80, dài 45 và độ rộng ống là 25. Chúng ta sẽ đến với một con hàng của thương hiệu ASICS. ASICS hàng gọi là hàng Nhật đấy ạ. Chúng ta sẽ có ASICS nhé. Con này thì màu khá là độc này. Khá là độc. Anh em đợi em tí nhé để em tìm cái tem của ASICS. Tem ASICS thì đây, ở túi. Thương hiệu này cũng nổi, hàng của Nhật. Tiếp ạ. Mã tiếp theo là mã C3. Chúng ta sẽ đến với một con hàng rất là đẹp nhé. Con này chất của nó là chất theo kiểu dạng nhung tâm anh em. Anh em đợi em tí nhé để em lấy cái thước dây. Đợi em đúng 1 phút thôi. Con này chắc là khoảng size 28-29 thôi. Và mua con này thì được cái gì? Chúng ta sẽ có thêm một cái thắt lưng nữa nhé. Đi kèm. Và thắt lưng này cũng xịn lắm. 150.000 cho một cái mã như thế này. Và có luôn cả thắt lưng. Riêng cái thắt lưng này không chắc là đã... Nếu mà mua riêng cái thắt lưng này không thì chắc đã mấy trăm nghìn đấy chứ. 38 x 2. Bụng khoảng 76. À 7... Đúng không? 76 đúng không? Dài 39 ạ. Rộng ống là 20. Con này đẹp lắm anh em. Này, rất nhiều tem nhé. Con này bụng nó hơi bé thôi, còn chất liệu và cái màu sắc của nó rất là đẹp. Và còn được đi kèm với quả thắt lưng nữa nhé. Anh em tháo thắt lưng này ra cũng được, nhưng mà nó ở trong kiện nhà thì em lấy ra như thế luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Puma. Đây là chất liệu vải, gọi là vải thể thao một lớp của thương hiệu Puma. Bụng 84, dài 55 và độ rộng ống là 35. Ôi, con này mặc ở nhà thì siêu sướng luôn. Đây, dry cell nhé. Mặc rất mát luôn anh em. Này, đường lai của Puma này. Đợt trước em bán một cái con cũng giống như thế này, nhưng mà cái đường này nó không in dập nổi, à dập chìm Puma như này đâu. Cái chất của con này là chất dry cell. Đấy, đây này. Cái chất này mặc siêu mát luôn. Mã này là mã C4, C5 ạ. C5 chúng ta sẽ đến với hàng của Nike với bụng 74 đến 76. Con này là chun dây rút, dài 56 và độ rộng ống là 32. Một con Nike ngố. Ôi anh em, bảo bây giờ mua được ở đâu cái quần Nike chính hãng ngố như thế này mà với giá này. Cái vòng bụng các thứ nó cũng đẹp chứ. Đây. Dã man thật, con này là gió một lớp nhá. Tiếp ạ. 6, bụng 92, dài 51 và độ rộng ống 25. Chúng ta sẽ đến ngay với một con hàng của Chemolo. Mà đây là một cái con hàng mặc dành cho những anh em nào yêu thích sự lịch sự này. Kiểu mặc sơ mi Hawaii hoặc là mặc kiểu áo phông cổ bẻ mà mặc mấy cái quần này thì siêu đẹp luôn. Mã 7, bụng 74, mắc chắc là đoạn chun đằng sau này lên được 76 là cùng. Dài 49 và độ rộng ống 27. Chúng ta sẽ đến với một con hàng rất đẹp của Nhật nhé. Ôi, con này của thương hiệu anh em đợi em tí nhé, cái thương hiệu này hơi khó đọc. Fury Best. Chắc là một thương hiệu nội địa của Nhật. Cái con này là màu trắng và nó ở trong kiện Nhật ạ. Mới đét này đẹp luôn. Đây cái gọi là cái tem mác các thứ của nó đây. Cho mọi người xem luôn.
Đây này. Nhưng cái tem này thì nó lại là tem kiểu tem thêu ấy, thế nên là khá là khó đọc nhé. Hàng Nhật Bản á. Bụng 74-76, dài 49 và độ rộng 27. Chất kaki. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một con hàng của Gap, thương hiệu ra đời vào năm 1969. Dã màn. Một con quần nhung tăm đẹp dã màn, bụng 78, dài 49 và độ rộng 23 nhá. Quần nhung tăm của Gap nhá. Ngố nhung tăm, giá 150 bao ship. Con này quá đẹp luôn. Aniquilo màu trắng này. Con này em bán phải được 30 con đấy nghe. Bụng 8688, dài 53 và độ rộng ống là 27. Riêng cái màu kiểu như thế này thì anh em nào đi đánh gold mặc giúp em nhá. Cái chất này là chất kaki màu. Ôi con này nhìn hay đấy. Mã tiếp theo là mã 10, bụng 80-84, dài 58 và độ rộng ống là 27 nhá. Đây, hàng Nhật này anh em. Đấy, nó có cả cốt sản phẩm các thứ này. Quần rất đẹp luôn. Con này mặc mát lắm anh em ạ. Vải này là vải kiểu giống vải đũi anh em. Khóa cũng đẹp luôn. Tiếp ạ. C11, bụng 74-78, dài 64 và độ rộng ống 19. Ewak. Giá màn không? Nguyên tắc giá hàng Nhật Bản. Đấy, em bảo mấy cái quần này bảo mua đâu được 150 giúp em cái. Không thể có được ở đâu ấy chứ. Hàng của Ewak ấy. Tiếp ạ. Mười mấy đây. C12, bụng con này. Đợi em tí nhá, em lấy thước dây em đo cho chuẩn. Các bạn ấy đo là các bạn ấy không kéo khoảng sai anh em. Mắc con này là bụng 76-78 này. Dài 36 và độ rộng ống là 33. Một con quần sock thể thao của Asics. Nó sẽ có cả mã sản phẩm ở đây này. Mã code của sản phẩm. Đấy, những cái chiếc quần xịn này nó khác bọt đâu anh em, mặc vào rất là sướng này. Đây là quần chạy nhá, của Asics. Anh em nào hay chạy bộ mặc con này giúp em. Tiếp. Basic House ạ, bụng 80, dài 48 và độ rộng ống là 23. Basic House 2 lớp. Bụng con này khoảng 80-84 đấy. Dài 48 và độ rộng 33. Mã này mã 13. Con này đi biển cũng được này. Nó là một con túi hộp. Họa tiết rất giống họa tiết của mấy con đi biển. Khóa kia cái thứ còn nguyên này. Khóa này xem nào. Khóa này là khóa của hãng luôn nhé. Không phải khóa IKK đâu. Mã tiếp chúng ta sẽ đến với mã 14 ạ. Bụng con này khoảng, nếu mà để nguyên thì chắc là để nguyên nhé. Không kéo ra bất kỳ một cái gì thì nó rơi vào đâu đó khoảng 68. Nhưng mà mắc hết cỡ của này là 82 cơ. Bởi vì nó là chun. Dài 37 và độ rộng ống là 26 nhé. Từ từ để em xem thương hiệu đã. Ôi, gu này. Đấy, toàn thương hiệu to thôi. Mấy con quần này nhìn đơn giản này thôi. Nhưng mà nếu mà mua mới thì đắt lắm đấy anh em. Chất nó sướng. Fila với mã 15. Bụng 80, dài 51 và độ rộng 29. Đây, hàng ở Fila túi hộp ấy. Fila chính hãng túi hộp. Mà giá này á. Đây. Bụng 80, chắc là mắc là khoảng 84, dài 51 và độ rộng ống 29. Chính hãng Fila bán 150 này. C15 ạ, C16. C16 chúng ta sẽ đến với Under Armour, bụng 76-78, dài 53 và độ rộng ống là 25. Hàng của Under Armour mà bán giá quá rẻ anh em ạ. Đây, hệ thống tem của Under Armour đây. Nhìn là biết chính hãng luôn. Tại sao nó có thể rẻ được như thế này? Ba túi đều có khóa nha anh em nhá. Đều có khóa túi hết, anh em nào hay đi chạy mặc giúp em. Khóa này còn nguyên này. Và còn rất ngon nhá, túi đằng sau cũng có khóa luôn. Anh em nên nhớ là buổi trưa em chỉ lên 40 mã thôi. Nike bụng 76-80, dài 53 và độ rộng 35. Màu này thì nó hơi dị nhưng mà chất này thì siêu sướng. Anh em nào mà hay mặc quần để đi biển ấy, hoặc là mặc ở nhà cũng được mà. Thực ra mấy cái quần này mặc ở nhà 150 mà cân nhắc làm gì anh em. Lại còn hàng của Nike này. Đây, đẹp chưa? Anh em bây giờ mà đi kiếm được ở đâu cái quần Nike kiểu mới đét đẹp như này. Với giá này em sẵn sàng mua lại luôn. Mã tiếp theo là mã 18, bụng 74-78, dài 53 và độ rộng ống là 29. Lại tiếp tục là Puma tem đỏ nhá. Hàng Nhật Bản đấy anh em. Đây. Một con quần thể thao của Puma và logo thêu cộng với cả cái đường chạy của nó là đường chạy của Puma đây. Mã tiếp ạ. 19.
Giordano Shock. Bụng 80 đến 84, dài 41 và độ rộng 30. Quần này mặc lên đẹp lắm anh em ạ. Đây. Shock kaki, chun còn nguyên luôn. Đấy. 20, bụng 84, dài 53 và độ rộng 25. Con này thì của thương hiệu Chuken Forn. Chúng ta sẽ có một cái con hàng của Nhật và nó là một con bò, một con quần bò bụng cố định nhá. Bụng con này không có giãn riết gì đâu anh em. Chất bò khá dày. 21, hàng của Global Work, bụng 84, dài 46 và độ rộng 24. Lại tiếp tục là kaki túi hộp. Anh em biết ở trong cái quần ngố ấy, những cái chiếc quần ngố kiểu như thế này này thì cái dạng túi hộp này là khó kiếm nhất. Và rất nhiều người hỏi em túi hộp nhá. Hàng túi hộp này nó bán chạy á. Global Work, Hàn Quốc. 22, bụng 82, dài 53 và độ rộng 25. Dunlop Sport. Đẹp chưa? Đấy, toàn siêu phẩm như này chứ đâu có phải là hàng giá rẻ tiền là vớ vẩn đâu. Ngon bổ rẻ là có ở đây hết đấy. Tiếp ạ. New Balance à? New Balance ạ. Chúng ta sẽ đến với mã 23. Bụng con này khoảng 76 đến 80, dài 75 và độ rộng ống là 20. Dài 75 thì con này là qua đầu gối nha anh em nhé. Sẽ chỉ phù hợp với những ai thích mặc quần qua đầu gối thôi. Tất cả các cái túi của nó đều có khóa hết nhé. Này. Và khóa là khóa của hãng New Balance luôn. Nó xịn đến mức độ nào anh em nhìn cái khóa này, in logo rồi. Đấy. Phối màu con này là đỏ đen nhé. Ở dưới nó có cả dây rút cơ mà này. Và cái dây rút nó rất mới này. Nhìn kỹ giúp em. Đấy, cái hàng tuyển nó phải thế này cơ. Mã tiếp theo, bụng 80 đến 84, dài 52 và độ rộng 26. Phối màu là xanh tím than, cam. Mã 24 này để tặng nhá. Hàng này là hàng của Puma thôi, nhưng mà con này không được mới lắm, thế nên em sẽ để tặng. Cho ai mặc trải nghiệm kiểu hàng hiệu thử cũng được, để tặng. 25, bụng 86, dài 39 và độ rộng cũng là 21 ạ. Chúng ta sẽ đến ngay với Lê Cao Sport. Cái thương hiệu này thì ở trên áo Phong Cổ Bẻ mọi người biết rồi đúng không? Áo nó xịn nhờ, thì quần nó xịn như thế. Con này là dây rút nhá. Dây rút và hai lớp sock ạ. Anh em nào mà đi đánh cầu lông, quần vợt hoặc là anh em đi chạy, thậm chí là đánh bóng chuyền ấy, thì mấy cái chất liệu như này là cực kỳ sướng ấy. Chất thể thao. 26, bụng 76 đến 80, dài 46 và độ rộng cũng 24. Chúng ta sẽ đến ngay với một con hàng tiếp tục của ASICS. ASICS hàng Nhật thì tem của nó sẽ ở dưới phần túi nhá. Mã cốt của từng sản phẩm đấy. Đây. Sock thể thao, rất ngon luôn. Hàng hiệu ấy. Tiếp ạ. 27, bụng 70 đến 70 là để nguyên này nhá. Nhưng mà kéo ra như này là khoảng 76. Dài 53 và độ rộng ống là 26, một con hàng mới đét của thương hiệu Mylet. Nó sẽ có một cái tem của Mylet ở đây. Tem liên quan đến sản phẩm các thứ ở đây. Mã code sản phẩm ở đây. Rất nhiều tem. Và con quần này màu xanh lá. Mới tiết này đẹp luôn. Hàng Mylet. Tiếp. 28. Một chiếc quần mà thời điểm hiện tại em cũng đang có hai chiếc như này. Đây là sock của Puma. Bụng 72 đến 76. Dài 46 và độ rộng ống là 28. Một chiếc quần mặc ở phía bên trong của Puma. Em sẽ tặng luôn con này nhé. Con này cũng không được mới lắm đâu. Mặc dù là chất liệu của nó là vải bọc nhưng mà nó không được mới lắm. Và anh em nhớ nhá, là mã tặng sẽ đi kèm với mã bán, nên em không có tặng riêng sản phẩm đâu. Adidas ạ. Ôi tại sao này, Adidas này. Nhiều tem dã man. Tem cốt của nó đây. Mã này là bụng 76 đến 80, dài 52 và độ rộng 27. Một con nỉ mới đét của Adidas này. Màu đen ba vạch trắng. Còn muốn như nào nữa. Quần rất xịn luôn. Đây. Nỉ. 30, Fila. Bụng 84 đến 86, dài 56 và độ rộng ống là 29. Con này về anh em giặt qua giúp em nhé. Con này mới lấy về nó đang bị ép kiện. Giặt qua giúp em. Cảm giác như kiểu là nó đang bị bẩn rồi. 30. Thực ra nhìn dưới ánh điện thì mới nhìn thấy thôi. Thực ra là giặt con này là da đấy. Giặt không ra em tặng luôn quần nhá. Anh em về cứ giặt giúp em. Mã này 150 luôn. Không phải để em giặt xong em gửi nhá. Ép kiện, nó bị ép từ con khác vào. 31 ạ. Puma thế này.
Đây là một con puma sóc. Bụng con này thực ra là với cái chun kiểu như này, mới đét như này thì cái bụng này thì, để em xem hết cỡ nó được khoảng bao nhiêu. Bụng hết cỡ là khoảng 76. Độ dài quần là 39 và độ rộng ống là 27. Một cái con sóc mà chun trước cái thứ còn nguyên và là của thương hiệu lớn thôi, của Puma luôn này. Đây. Con này thì em sẽ phải lấy máy cắt lông xù em cắt lại một vài các cái chỗ nó bị chỉ thừa ra. Ôi lại một con Puma nữa. Con này form size tương tự nhá, 76 đến khoảng 78, dài 48 và độ rộng khoảng 29, mã 32. Đây là một em Puma thể thao tiếp ạ, sóc. Con này thì mới này. Con này là mã 32. Cái mã 31 này thì từ từ nhá. Anh em cứ từ từ, mã 31 nó không được mới lắm. Bụng 74 với mã 33, 74 đến 80, dài 53 và độ rộng 30. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Hess. Được cái là con này rất đẹp và rất mới luôn. HEAD đấy ạ. Một thương hiệu cũng to chứ. Nếu anh em nào mà tìm hiểu thì sẽ biết là những cái thương hiệu kiểu như thế này, giá quần như này là quá là siêu rẻ luôn ấy. Em không phải nói đâu xa đâu, anh em cứ đi nghiên cứu tất cả các cái kênh mà bán những mặt hàng tương tự ấy. Hàng họ còn không đẹp như này đâu mà họ bán giá là cao hơn em. Adidas này. Bụng con này khoảng 86 đến 90 nha, dây rút. Dài 55 và độ rộng 30 với mã 34. Đây là một con ngố của Adidas. Riêng quần của Adidas mà ba vạch như thế này lúc nào cũng chạy nhá. Hàng này mọi người đi kiếm nhiều. 35, bụng 72 đến 78, dài 50 và độ rộng 25. Chất liệu vải là vải đũi. Con này của thương hiệu Erlenser. Một trăm rưỡi luôn ạ. Con này có vẻ hơi túi hộp nhé. Không phải là hơi túi hộp, nó là túi hộp đấy, nhưng mà nó là kaki mỏng. Mã này là mã 35. 36, chúng ta sẽ đến với bụng 74, dài 49 và độ rộng 24. Riêng con này thì không có bất kỳ một cái gọi là bụng biếc các thứ gì cả. Đây, tất cả cúc của nó giống 501 này. Đây là một em Levi ạ. Levi ống cắt nhé. Ai chơi thì chơi thôi, mã này 36 ạ. 37, bụng 86, dài 54 và độ rộng ống là 27. Puma thế mà. Đẹp nhỉ. Đây quần thể thao của Puma. Cái quần này mà anh em mà mặc thì chắc là 5 năm nữa mới phải gặp lại em anh em. Quần nó mới lắm. Được cái là những chiếc quần này thì mùa hè mặc sẽ rất là sướng ấy. Dicente ạ. Đây là Dicente với mã. Từ từ. Xem tem chưa ạ? Rất nhiều tem. 38, bụng 72 đến 76, dài 64 và độ rộng ống 16 ạ. Con này là một con ngố qua đầu gối nha, của Dicente. Đến cả ở dưới này nó còn làm thoáng khí như này cơ mà. Quần này là quần qua đầu gối nhá. Anion Bay với mã 39, bụng cố định là 76, dài 52 và độ rộng ống 21. Đây là một con kaki màu xanh tím than của Anion Bay. Quá ngon luôn, 150 luôn. Tiếp. Nó tưởng lên 40 mã, lên 50 à? Thôi, lên nốt đi. 40 ạ. Bụng 74 đến 78, dài 52, độ rộng ống 29. Hôm nay em lấy size nó rất là dễ mặc nhé. Một chiếc quần nỉ của thương hiệu Amberlu. Đây là thương hiệu mà anh em biết rồi. Nó là một cái thương hiệu tài trợ cho đội áo bóng đá cho đội tuyển Anh ấy. Cực kỳ là xịn luôn. 41, bụng 90, dài 67 và độ rộng ống 27. Một con của Garmin. Đây là một con quần bò. Cực kỳ chơi luôn. Cực kỳ chất. Chất chưa? Đấy, ngố bò bán có 150. Bụng 90, dài 67, ống 24 với mã là mã C41, C42. Ngố bò tiếp ạ, của Aniquilo. Quần Aniquilo lúc nào nó cũng làm trơn nhá. Kể cả là áo thì nó cũng trơn và quần thì nó cũng trơn luôn. Ngố bò, bụng 88, dài 60 và độ rộng ống là 24 ạ. Bởi vì là tất cả những cái con này thì tùy từng hãng nó làm từng size khác nhau ấy, thế nên là em không thể đọc theo kiểu size được. TS Design với mã 43, một chiếc quần mới đét với bụng 80, dài 62 và độ rộng ống là 22. Chúng ta sẽ đến với một con của TS Design và chúng ta sẽ đến với một con quần kaki màu đen túi hộp.
Độ mới tự nhận xét nhá. Nhìn cái màu quần này, sướng nhá. Mã tiếp ạ. Dickie à? Không phải Dickie ạ, chúng ta sẽ đến ngay với một chiếc quần của, con này là của Nhật. Ôi, lắm tem chưa? Một chiếc quần kaki của Nhật nhá. Chất kaki giống của bọn Annie đấy. Bụng 92, dài 52 và độ rộng 25 với mã 44. Mới, hàng Nhật. 45 ạ, là mã cuối. Bụng 88, dài 52 và độ rộng 28. Một con quần màu trắng của thương hiệu Vu. Thực ra nó cũng không phải trắng hẳn đâu, nó kem ấy, màu kem ấy. Đây. Nhưng được cái là nó không bẩn một tí nào cả. Ok. Và mã 45 sẽ là mã cuối cùng của clip trưa nay. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào tối nay với sản phẩm sale. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối nhé. Bye bye.